ví dụ nhá, bây giờ nhá, mỗi người là về một cái cương vị là mình giống như bạn Tuấn Anh ở trường nào, mình phải có những cái đóng góp ý kiến như thế nào để cho đội phát triển. Như thế thì khi chúng ta mà nói được ra những suy nghĩ của mình cùng nhau thì nó sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ ra đấy, có rất nhiều người có những suy nghĩ như thế.